à, em biết là bố mẹ anh muốn chúng mình làm đám cưới, nhưng em muốn đi học đã. Sau khi học xong đại học, lo công việc cho ổn, chúng mình cưới nhau cũng chưa muộn mà. Em đâu cần phải đi học đâu, anh thừa khả năng để nuôi được em mà. Anh cần một người vợ chăm sóc cho gia đình, con cái. Em biết, nhưng em vẫn muốn tự lập hơn. Nếu em cứ nhất quyết chọn việc đi học thì chúng ta chia tay đi. Anh Thắng, em... Em hãy suy nghĩ cho kỹ rồi cho anh biết quyết định của em. Cậu làm sao vậy? Anh Thắng có điều kiện tốt như thế, sao cậu không chọn việc cưới chồng mà cứ phải đi học cơ chứ? Nhưng tớ không muốn việc học của mình bị dở dang. Ở làng mình, đợt này chỉ có mấy đứa tụi mình đỗ đại học thôi. Cậu ngốc lắm. Phụ nữ muốn hạnh phúc thì phải lấy được người chồng đảm bảo được cuộc sống của mình. Tớ không nghĩ thế. Mà thôi, nếu anh Thắng cứ nhất quyết bắt tớ phải chọn lựa như vậy, tức là anh ấy cũng chưa có đủ tình yêu dành cho tớ. Tớ sẽ chọn việc đi học. Chỉ còn một tháng nữa là bọn mình nhập học rồi. Mai bọn mình đi lên đó tìm nhà trọ trước nhé. Tớ sẽ không nhập học đâu. Sao lại thế? Anh Nam hỏi cưới tớ, tớ đã đồng ý rồi. Việc học tớ có thể làm sao cũng được. Hả? Bọn mình mới tốt nghiệp cấp 3 thôi, cậu có thể học xong rồi lấy chồng cũng được mà. Cậu nghĩ thử xem, nhà anh Nam cũng giàu có giống như anh Thắng bạn trai của cậu vậy. Bản thân anh ấy là một người giỏi giang, kiếm ra tiền nữa. Bọn tớ cũng yêu nhau, vậy thì tội gì không cưới. Chuyện cưới anh Nam thì tớ không có ý kiến gì, nhưng còn tương lai của cậu, cậu ngốc lắm. Chúng ta đi học thì cũng cốt là để ra trường xin được việc và kiếm được tiền. Tớ lấy anh Nam rồi thì đâu cần phải lo đi kiếm tiền nữa. Thế thì học làm gì? Phụ nữ quan trọng nhất là một tấm chồng mà. Tớ luôn mong cậu sẽ hạnh phúc mãi mãi. Ngày mai cậu nhập học mà tớ không đi cùng cậu được. Vợ chồng tớ dự định đi du lịch ở nước ngoài. Cậu cứ đi vui vẻ đi, tớ làm thủ tục nhập học xong cả rồi mà. Quá, biển đẹp quá, thích quá à. Anh ơi, tí mình sẽ chơi trò nhảy dù trên biển nha. Các em về nhà ôn kỹ lại bài tập để chuẩn bị kỳ thi sắp tới nha. Anh yêu, thật tuyệt vời. Cảm ơn anh. Lau sạch cửa kính giúp chú nha. Dạ vâng ạ, dọn xong chỗ đồ này rồi cháu sẽ làm ngay. Hiền, cậu làm gì ở đây thế này? Mai, mình tới đây dọn vệ sinh. Mình đi làm thêm để kiếm chút tiền đóng học phí đỡ cho bố mẹ. Tội nghiệp cậu quá. Tớ đã bảo cậu ngốc lắm mà. Như tới đây này, giờ chả phải lo gì cả. Tớ... 5 năm sau. Không khóc nữa, để cho em còn ngủ. Mẹ bé cơ. Anh ơi, anh pha hộ em bình sữa cho cô Tích với. Em phải... Trời ơi, anh còn bao nhiêu công to việc lớn, làm gì có thời gian pha sữa cho con cơ chứ. Em tự làm đi, ở nhà có việc gì đâu mà chăm con cũng không xong. Anh. Cô Hiền, cô làm tốt lắm. Tôi sẽ ký quyết định tăng lương cho cô trong tháng tới. Dạ, em cảm ơn sếp đã tin tưởng ạ. Trời ơi, đổ hết sữa vào người mẹ rồi. Hiền, đúng là Hiền rồi. Nhưng giờ trông cậu ấy khác quá. Một thời gian sau. Đồ phản bội, tôi không ngờ anh lại là người như thế. Anh cút đi. Cô đuổi ai? Đây là nhà của tôi mà. Tôi sẽ viết đơn ly hôn. Tùy cô, nếu đó là lựa chọn của cô, tôi cũng sẽ mang con của tôi đi. Tùy thôi, nhưng cô sẽ lấy gì nuôi con đây? Con phải ở với tôi, vì cô không thể đủ khả năng nuôi con. Hãy chấp nhận thực tế đó đi. Tôi sẽ đi làm kiếm tiền. Cô đi làm, cô sẽ làm gì? Làm gì ư? Không bằng cấp, không trình độ, không tiền, tôi đã sai ở đâu?
Hiền à, chuyện của Mai như thế đó. Mai ngại nên lánh mặt cậu. Mình nghĩ hai cậu ngày xưa thân nhau lắm nên kể cho cậu biết. Dù số phận đưa mình và Mai mỗi đứa sang một lối rẽ khác nhau, chẳng mấy khi có dịp gặp nhau kể từ ngày Mai lấy chồng, nhưng mình vẫn coi Mai là người bạn thân thiết nhất. Giờ mình cần phải làm gì đó giúp Mai. Mai, mình đây. Hiền ơi, tớ khổ quá. Hãy làm lại từ đầu, giờ vẫn chưa muộn mà, tớ sẽ giúp cậu. Tớ có thể làm lại ư? Giờ trong tay tớ chẳng có gì, bằng cấp không, kiến thức không. Chỉ cần cậu quyết tâm, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn, mình sẽ ở bên giúp cậu. Tới giờ mình mới nhận ra mình đã sai. Cuộc đời của một người phụ nữ phải do chính mình quyết định, chứ không phải phụ thuộc vào chồng hay bất cứ ai. Đúng rồi đó, phụ nữ chúng mình cần độc lập thì mới nắm giữ hạnh phúc của mình được. Chị em một nhà. Không được, tường nhà phải tô màu vàng cho đẹp chứ. Sao em lại tô màu xanh? Màu xanh mới đẹp chứ. Chị không thấy tường nhà màu xanh bao giờ hả? Nhưng em tô ngói đỏ rồi, tường phải vàng mới hợp, không thể là màu xanh được. Đã không biết thì thôi lại còn. Có chị không biết ấy. Em muốn tô màu xanh cơ. Màu xanh vào mới nổi bật. Nhưng màu xanh không hợp với bức tranh này. Em thử tô màu vàng đi. Em không thử. Em thấy màu vàng cũ rồi. Màu vàng không hợp thì có, em sẽ tô màu xanh. Sao em ương bướng thế nhỉ? Em chẳng chịu nghe lời chị gì cả. Tại em chứ. Con không muốn chơi với chị nữa đâu. Hai chị em vừa giận nhau phải không? Hôm nay trời rất đẹp, ba mẹ con ta cùng đi dạo nhé. Các con có biết vì sao bát cổ thụ nhà ta bị héo không? Chắc tại có con sâu to tướng hút hết chất dinh dưỡng của bác rồi. Vậy để mẹ kể cho các con nghe chuyện về bát cổ thụ nhé. Chuyện bắt đầu kể từ khi bác ấy mới chỉ là một hạt mầm nhỏ. Sao cậu suốt ngày vươn cành lá sang đây, chiếm hết cả khoảng trời của tớ thế? Đâu nào, đây là khoảng trời của tớ chứ. Không, cậu nhìn lại xem, đây là khoảng trời của tớ. Càng ngày cậu càng chiếm chỗ của tớ hơn rồi đấy. Như thế lấy đầu ra ánh sáng mặt trời để tớ lớn nhanh được. Từ nhỏ cậu đã to lớn hơn tớ rồi, cứ bày trò bắt nạt. Tớ chịu như thế là quá đủ rồi. Cậu thì hôm nào chả mãi mê ngắm mấy anh đại bàng đẹp trai, ngã nghiêng hết cả sang bên tớ còn nói gì. Hai anh em nhà này giận nhau ngã về hai phía. Thân mẹ của cây sắp nứt ra này. Ta phải tranh thủ cơ hội này mới được. Ôi, sao càng ngày mình càng thấy mệt quá. Sắp gục xuống đất đến nơi rồi. Sao cậu ấy cũng rủ ra như mình thế nhỉ? Càng ngày mình càng thấy hút được ít chất dinh dưỡng hơn từ lòng đất. Đến lúc này các ngươi mới nhận ra sao? Ta đã mọc lên ở giữa và hút sạch dinh dưỡng từ rễ cây mẹ các ngươi. Đúng thế. Nhưng nếu hai ta không cãi nhau, không giận dỗi mà chung sống hòa thuận, thì mụ ấy đâu có cơ hội len vào cuộc sống của chúng ta đâu. Đúng rồi, cãi nhau chỉ càng làm chúng ta xa nhau và tạo điều kiện cho kẻ khác xen vào hãm hại thôi. Từ giờ, hai ta hãy cùng nhau sống hòa thuận nhé.
buông ta ra. Thấy khi mụ tầm gửi biến mất thì bác cổ thụ sẽ xanh tươi trở lại chứ mẹ. Chắc chắn rồi con, chỉ vài tháng nữa thôi. Các con sẽ thấy bác cổ thụ lại mạnh mẽ, vươn hai nhánh cây to khỏe lên bầu trời. Con xin lỗi mẹ, xin lỗi em, con không muốn như nhánh cây kia đâu. Đây là bức tranh mà Bive muốn vẽ tặng chị phải không nào? Thế nhưng, chỉ vì tranh cãi nhau mà các con đã vô tình quên mất tình cảm thân thiết đó. Các con tranh luận nhưng phải biết lắng nghe, chứ không phải cố tình đạt được thứ mình muốn, bởi vì đó là sự ích kỷ. Hơn nữa, hai con lại là hai chị em. Mẹ không muốn một bức tranh đẹp như vậy bị tô dở dang rồi rách làm đôi. Mẹ rất muốn treo bức tranh của hai chị em lên tường. Chị em mình cùng vẽ lại một bức tranh thật đẹp nhé. Lần này chị sẽ dành tặng em. Loan ạ, lần này em sẽ cho chị tô màu vàng để hợp với ngói đỏ. Nhưng lần sau, chị cho em tô màu xanh em thích nhé. Chuyện đêm mưa. Hôm nay mưa lớn thật đấy, anh xin lỗi. Công việc ở gara hôm nay nhiều quá nên về muộn. Không sao đâu. Nếu như bây giờ chúng ta đi nhanh thì vẫn còn kịp giờ máy bay hạ cánh để đón mẹ. Ừ. Chắc chỉ chết máy thôi mà. Chưa chắc. Nhìn khói và nghe tiếng máy, chắc có thể là hết ắc quy rồi. Nếu không thay thì sẽ không thể nổ máy. Giờ này rồi lại đang mưa. Các làng quanh đây đều xa, có gọi cứu hộ thì cũng chưa chắc có ai tới được. Không phải anh định dừng lại đấy chứ? Chúng ta muộn giờ đón mẹ rồi. Anh chỉ xác nhận xem có phải hết ắc quy thật hay không thôi. Xe của cậu bị làm sao vậy? Xe của cháu đang đi thì chết máy. Cháu đã cố gắng khởi động lại mãi vẫn không được. Để tôi xem nào. Đúng như tôi dự đoán, xe của cậu hết ắc quy thật rồi. Phải thay thì mới có thể đi được. Cậu phải gọi cứu hộ thôi. Vừa nãy cháu đã gọi cứu hộ, nhưng họ bảo tầm khoảng 2-3 tiếng nữa mới tới được. Phải làm sao đây ạ? Cậu có chuyện gì gấp à? Tôi vốn làm việc ở gara, nên trên xe cũng có đồ nghề và ắc quy dự phòng. Nếu cần thì cậu có thể lấy tạm mà tự thay. Cháu không biết thay. May quá, chú có thể thay luôn giúp cháu được không ạ? Giờ thì không được rồi. Tôi phải ra sân bay gấp đón mẹ tôi. Chỉ ít phút nữa là máy bay hạ cánh rồi. Mà chặng đường còn tương đối xa. Nếu không biết thay, chắc cậu phải đợi cứu hộ rồi. Giờ tôi phải đi đây. Vâng, dù sao cũng cảm ơn chú. Cậu có chuyện gì sao? Ba cháu ở nhà đang ốm nặng, nên gia đình điện cháu về. Cháu phải thuê gấp chiếc xe này để về nhà được nhanh nhất. Đêm muộn, lại đường vắng, chẳng có ai đi ngang qua đây cả. Giờ phải làm sao đây? Thay ắc quy mất 15 phút. Mẹ tôi chắc phải chờ một lúc rồi. Ừ, chú cứ đi đón mẹ đi ạ. Cháu... Nhưng ba mẹ cậu nếu phải chờ thêm mấy tiếng nữa e rằng quá lâu. Nào, để tôi xem nào. Trời ơi, cứ việc gì cũng vơ vào, rõ là sốt ruột. Được rồi, chúng ta đi thôi. 20 phút rồi đấy, sao anh lúc nào cũng nhiệt tình với người khác quá vậy hả? Cứ để cậu ta đợi xe cứu hộ đến thì có sao đâu. Mình cứ nói thế, đằng nào cũng đã giúp người ta rồi. Mà mình gọi điện thoại cho mẹ được chưa? Mẹ vừa xuống sân bay. Được rồi, mình sẽ đến đó ngay thôi. Có chuyện gì thế nhỉ? Để anh chạy ra xem. Chúng tôi đã có mặt để hỗ trợ. Vâng, vâng. Anh cảnh sát, có chuyện gì vậy? Anh phải quay đầu xe trở về rồi. Mưa suốt mấy ngày qua khiến đoạn đường bị sạt và cây đổ liên tiếp suốt gần 5 km. Chúng tôi cũng vừa mới có mặt trực ở đây để cảnh báo người đi đường. Bị sạt đất và đổ cây ư? Đúng vậy, cũng chừng 20 phút trước. May lúc đó không có phương tiện nào đang đi trên đoạn đường này.
không bị vùi lấp. Nếu như may mắn nhất á, thì cũng bị kẹt lại ở đó. Có chuyện gì thế mình? Đoạn đường phía trước bị sạt và cây đổ, không thể đi tiếp được. Giờ muốn đến được sân bay, chúng ta phải đi đường vòng qua làng Madison thôi. Qua làng Madison ư? Phải mất một tiếng nữa mất. Cũng không còn cách nào khác em à. Đoạn đường sạt những 5 km. Cảnh sát nói sự cố xảy ra chừng 20 phút trước. Thế chẳng phải nếu mình đi đúng lịch trình không dừng lại thì giờ bị kẹt trong đoạn đường đó rồi. Mà có khi cây đổ xuống còn càng nguy hiểm nữa. Nhưng chúng ta vẫn an toàn mà. Mình gọi cho mẹ báo tình hình để mẹ đỡ sốt ruột nhé. Vâng. Thật may vì lúc đó mình đã dừng xe. Hóa ra không phải chỉ giúp người thanh niên lúc nãy mà còn giúp vợ chồng mình tránh được tai nạn bất ngờ. Em xin lỗi. Từ trước đến nay em luôn trách móc việc anh giúp đỡ người khác. Hóa ra khi giúp người khác cũng là lúc đang giúp chính mình. Anh biết tính em hay cằn nhằn, nhưng mà em cũng là người tốt bụng. Thật ra thì chính là nhờ người thanh niên đó đã giúp vợ chồng mình. Vâng. Người lái đò tài ba. Ta uống thuốc nhiều quá mà không thấy đỡ. Nhà ngươi đã dán cao thị khắp nơi tìm thầy thuốc giỏi chưa? Dạ, thần đã cho dán cao thị khắp nơi, nhưng vẫn chưa thấy vị cao nhân nào tới ạ. À? Vậy hãy viết lại, tăng số vàng thưởng lên, nhiều bằng một con voi cho ta. Sao lại bằng một con voi thưa bệ hạ? Tính mạng của ta không đáng giá như vậy sao? Vâng, thần sẽ cho người đi truyền chỉ ngay đây ạ. À? Loa loa loa, nhà vua có chỉ, ai chữa được bệnh cho nhà vua sẽ được thưởng số vàng nhiều bằng một con voi. Xin mời các bậc danh y trong kinh thành hoặc loan tin tới các vùng xa xôi. Nếu ai có đủ tài năng, hãy tới cung điện để khám bệnh cho nhà vua. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thần, thần xin phép được bắt mạch cho nhà vua. Thưa hoàng thượng, thần xin cam đoan sẽ chữa khỏi bệnh cho hoàng thượng. Chỉ xin hoàng thượng cho thần một số vàng nặng cân bằng con voi lớn của hoàng thượng như ngài đã hứa. Được, bệnh của ta khỏi thì ta không tiếc gì. Dạ, đây là bệnh thông phong. Do hoàng thượng ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng, do ngoại tà xâm nhập gây tắc nghẽn kinh lạc, ư trệ khí huyết, lâu ngày tổn thương gân cốt, xương khớp biến dạng, đau nhức, co duỗi khó khăn. Vậy ngươi hãy mau chữa bệnh cho ta đi. Ngài hãy cho người bốc thuốc và sắc theo đơn này. Bảo đảm 10 ngày sau sẽ khỏi bệnh. Được, nếu không khỏi, hãy coi chừng mạng của nhà ngươi. Quá thật là danh y, thuốc của ông ta thật hiệu nghiệm. Đến hôm nay, ta thấy trong người dễ chịu và khoan khoái hẳn. Chúc mừng hoàng thượng đã khỏi bệnh. Vua không nói hai lời, giờ ta đã khỏi bệnh, ta sẽ thưởng số vàng cho nhà ngươi. Đa tạ hoàng thượng anh minh. Nhà ngươi mau truyền chỉ mở kho thưởng cho danh y số vàng bằng cân nặng của chú voi lớn nhất trong cung điện của ta. Muôn tâu hoàng thượng, việc này e là khó ạ. Sao lại khó? Muôn tâu hoàng thượng, ở trong cung chưa có chiếc cân nào đủ lớn để có thể cân được voi. Thế nên... Nhà vua không nói hai lời. Nếu không cân được số vàng, thì danh tiếng của ta sao có thể giữ được nữa? Bằng mọi giá phải làm cho bằng được. Triều đình ta có bao nhiêu học giả tài giỏi, chẳng nhẽ không nghĩ ra được cách sao? Chúng thần xin bệ hạ thứ lỗi, chúng thần đã tìm đủ mọi cách
đọc rất nhiều sách mà vẫn chưa tìm được cách nào để cân số vàng bằng con voi. Vậy mau đi truyền chỉ, tìm người tài trong thiên hạ. Ai tìm được cách cân vàng bằng số cân voi, ta sẽ trọng thưởng hậu hĩnh. Dạ, xin tuân chỉ. Xin ngài vào tâu với nhà vua, tôi có thể cân được số vàng bằng với cân con voi. Ngươi có biết bao nhiêu học giả nổi tiếng của triều đình còn không nghĩ ra cách? Nhà ngươi có tài cán gì mà đòi đến đây giúp vua? Mau xéo đi! Này anh kia, nhà anh có cách gì để cân được voi? Kính chào hoàng thượng, thần làm nghề lái đò trên sông, thần vẫn chở mọi người qua sông. Thần có thể cân voi lớn của bệ hạ cũng như dễ dàng cân được số vàng nặng bằng con voi. Thôi được, vậy thì ngươi hãy nói cách cho trẫm nghe. Thưa hoàng thượng, lát nữa ngươi hãy cùng chứng kiến ạ. Còn bây giờ, xin hoàng thượng hãy truyền mang con voi lớn nhất của hoàng thượng ra bến đò, chỗ tôi vẫn chở đò ạ. Thôi được, ngươi hãy dẫn đường. Tuân lệnh. Quân vàng xuống thuyền. Thôi, đã đủ số vàng. Thưa bệ hạ, bây giờ thì số vàng đã nặng bằng voi. Ta thật bất ngờ vị trí thông minh của nhà ngươi. Thưa bệ hạ, hàng ngày thần chở người qua sông nên quan sát thực tế là biết được chứ không phải có tài gì đâu thưa bệ hạ. Quá đúng là thực tiễn biết đúc kết vẫn hơn là lý thuyết suông. Người đâu, thưởng cho anh ta 100 lạng vàng. Đa tạ đức vua anh minh. Những bông hoa cuối mùa. Đúng là tiếng lành đồn xa, chưa gì mà các tiệm hoa đã thi nhau gọi đến đặt hoa nhà ta rồi. Những bông hoa nhà ta luôn là đẹp nhất. Thích quá, vậy là chúng ta cũng đã nở gần hết rồi. Xem kìa, chúng mình là những bông hoa thức giấc đầu tiên, các bạn khác vẫn chưa nở. Chắc hẳn ông chủ sẽ vui lắm, chúng ta sẽ được ông chủ hái và mang đến tiệm hoa đầu tiên. Ôi, tôi háo hức quá. Chắc hẳn tôi sẽ được bày biện ở một căn phòng sang trọng. Ồ, hoa nở rồi. Xem kìa, ông chủ ra rồi. Vậy là chúng ta sắp được hái đấy. Chắc hẳn ông chủ rất hài lòng về chúng mình. Chứ còn sao nữa. Ơ kìa, sao ông chủ lại không mang chúng ta theo nhỉ? Có chuyện gì thế? Yeah, thích quá. Vậy là chúng ta cũng đã nở cả rồi. Mọi người đều thức giấc cả rồi. Lần này chắc hẳn ông chủ sẽ đến và mang tất cả chúng ta đến tiệm hoa nhỉ. Vậy sao các chị? Ông chủ đợi chúng ta cùng nở hết rồi sẽ đến mang đi sao? Chắc hẳn là thế rồi. Khi rời khỏi đây, hy vọng tôi sẽ được đến một căn phòng sang trọng. Tôi thì muốn được đặt ở một bữa tiệc thật vui vẻ. Còn tôi thì được đặt ở một ô cửa bình yên là được rồi. Xem kìa, ông chủ ra rồi. Ông chủ kìa, chúng ta chuẩn bị được mang đi rồi. Không biết ai sẽ là người được chọn đầu tiên nhỉ? Ông chủ cũng biết chúng ta nở đầu tiên, nên chắc sẽ đến chỗ chúng mình đầu tiên đấy. Ừ. Ơ kìa, sao ông chủ lại đi về phía kia? Ông chủ quên chúng ta sao? Vẫn không phải là chúng mình sao? Cứ thế này thì chỉ mai là đến lượt chúng mình rồi. Ừ. Người vẫn còn chỗ, chắc hẳn giờ đến lượt chúng mình rồi. Hả? Các
chị ở lại nhé. Chắc mai sẽ đến lượt các chị thôi. Liệu có thật là ngày mai sẽ đến không? Xem này, cánh hoa của chúng ta đang dần úa đi rồi. Trời nắng quá, khát quá. Tại sao chúng ta nở đầu tiên mà lại bị ông chủ bỏ quên? Giờ thì chúng ta phải chịu cảnh khốn khổ thế này đây. Rõ ràng chúng ta là những bông hoa nở đầu tiên và to đẹp nhất mà. Ôi, tôi sắp không chịu được nữa rồi. Đau quá. Cứ tưởng nở ra là bông hoa đẹp và to lớn sẽ được ông chủ yêu quý. Ai ngờ phải chịu cảnh rẽ lạnh, bị mưa gió hành hạ thế này, tôi không chịu nổi nữa. Kìa, chúng ta đã chờ đợi đến giờ này rồi, đừng bỏ cuộc. Ôi, những cây hương dương mạnh mẽ của ta, xem cơn bão lớn đã làm gục ngã mất nhiều chiến binh của ta quá. Chiến binh? Đây đúng là những cây hương dương tốt nhất của ta. Ta đã giữ gìn chúng suốt cả một mùa và thành quả đây rồi. Chúng sẽ mang đến cho ta những hạt tốt nhất cho vụ mùa năm sau. Thật tuyệt là nhờ chúng mà ruộng hoa nhà ta luôn đẹp nhất vùng. Ra là vậy. Hóa ra ông chủ không bỏ quên chúng mình mà là luôn theo dõi, giữ gìn chúng ta cho vụ mùa năm sau. Bởi chúng ta là những cây hướng dương tốt nhất. Đúng là những gì tốt đẹp nhất vẫn được giành lại sau cùng. Chỉ tiếc là các bạn kia không đủ mạnh mẽ vượt qua cơn bão và sự lo sợ của bản thân để ở lại với chúng ta đến ngày hôm nay. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.